Dạ. Rồi, em chào, xin chào cả nhà nhé. Chào anh Đăng Toản. Chào chủ nhà sau, chào mấy anh chị người lớn trước. Rồi rồi đúng rồi. Sáng giờ đi đánh bao que mệt quá. Anh cùng mấy chú mà đi qua cường mà bên nhà Yoshida. Em với anh Tăng Cường, Tăng Siêu à. Chào chị Kim Ngân này. Rồi anh chia sẻ đi. Đấy là cái chuyện mình là vẫn là chống với bọn ba que và lại chống với bọn đa xuyên tạc và nhiều cái những cái âm mưu mà nó đang ẩn ở trong đất nước mình. Thì bây giờ mình cũng lên diễn đàn, mình cũng nói về cái hiện tại trong tình hình đất nước mình. Thì cũng rất là mừng anh nay lên được 3 bữa rồi. Thì cũng chúc mừng anh đi. Cái thứ nhất là thêm được một nhà đấu tranh chống xuyên tạc nữa. Thì rất là mừng. Hãy được người nào lên thì, càng nhiều thì càng tốt để mình tuyên truyền nó dễ hơn. Chứ còn ví dụ như ít quá thì nhiều khi lắm lúc anh em lên cũng không có được thoải mái. Thì đối với em thì em thấy hiện tại giờ mình có rất là nhiều, rồi cũng có rất là nhiều tiếng nói và càng ngày càng hay. Cũng như chị Hiếu Ngọc ngày xưa lên cũng rất là ok. Ngày hôm nay nói chung ra chị Hiếu Ngọc thấy càng giỏi nữa, càng chuẩn, không thể nào ngày xưa ngày hôm nay chị Hiếu Ngọc rất là hay, càng ngày càng hay. Thì đối với em rất là mừng những các anh chị được đạt tới mức độ đó. Thì nói chung ra cũng mong mỏi tất cả anh chị em chúng ta lên trên này thì mình chỉ chống ba que thôi, còn em hứa rồi em cũng không có chống anh chị nào hết, em cũng không có xuyên xẻ bất cứ ai một cái điều gì hết. Còn đối với em là kẻ thù của em là ba que, nó chỉ như thế thôi. Kẻ thù của em là chống xuyên tạc, còn ngoài ra không có kẻ thù với ai cả nhé. Em xin hứa với các anh chị như thế. Em cũng độc lập, em chỉ lấy là Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm làm gốc thôi, đó là chủ dựa của em. Còn anh chị em là anh chị em thân yêu của cuộc đời của em ngày hôm nay. Em rất là mừng. Thì nói về ba que thì bọn nó, nếu mà nói về bọn nó thì hầu như đa số người ta gọi là ác độc mà anh. Con người mà đã ác độc, có bản chất mà ác độc rồi thì nó ngang ngửa với mình chứ không phải vừa. Nhưng chúng ta phải có một cái lập trường rất là vững. Chúng ta yêu nước là như thế nào? Chúng ta phải biết nhìn nhận cái sự thật. Mà bản tính chúng ta càng không được coi thường bọn chúng. Cũng như rất nhiều anh chị nói rất là hay, chúng ta vững như kiềng ba chân vậy thì bọn chúng không bao giờ làm được. Vì ông bà chúng ta ngày xưa đã gì, đã đánh đuổi từ cái thời Pháp, Nhật, Mỹ, đó, Đu Càng. Thì tới ngày hôm nay chúng ta đồng ý không phải ra chiến trận cầm súng nữa, nhưng mà chúng ta chiến đấu bằng võ mồm thôi. Nhưng chúng ta cũng phải quyết thắng chứ không bao giờ để thua, vì chúng ta là chính nghĩa. Đất nước của chúng ta không bán bất cứ cho một kẻ nào, mà chúng ta không sợ bất cứ một kẻ thù nào. Thà chết không làm nô lệ. Chính xác, em là như thế. Ở đây không muốn chiến tranh bất cứ đất nước nào, không phải anh mạnh, anh lớn, anh to bao nhiêu tôi phải ngại anh. Tôi không bao giờ tôi ngại bất cứ một điều gì, nhưng anh đừng có bước vào nhà tôi. Bằng giá nào tôi cũng đánh. Tôi là thế, người dân Việt Nam là như thế. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì anh chị em cũng biết mình là người dân tộc. Không thích lấy cái bản chất của mình mà
nói láo nói xạo đối với những cái người khác, mình lại không thích như thế. Còn các tụi ba que thì bọn nó hiện nay âm mưu đủ thủ đoạn hết, chống phá. Em nói rồi, ở trong cái nhà em cũng có ba que, nhưng mà em để đó em coi thử có nó chiêu trò cái nào. Tụi nó lóc em chứ em không bao giờ em lóc nó. Quân tử nhớ, cái lực quân tử không bao giờ thù, sống không phải tội bại giống như cái lũ tụi nó. Mình hay để nó, mình coi thử nó đủ bản lĩnh gì nó chơi mình, chơi mình bất chấp mới là quân tử, chứ đừng có sống tiểu nhân giống như cái lũ ba que. Anh thấy ông nó ác độc, nó nói đủ thứ như hồi sáng anh em mình đã vô chiến đấu với tụi ba que, có anh Trần Quang Cường nữa. Ở đây chúng ta nói chúng ta muốn làm sao những người kiều bào ở ngoài nước người ta hiểu được bản chất của cái lũ côn đồ đó. Đừng có để cái lũ côn đồ đó nó lợi dụng những người kiều bào chân chính. À, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái người ở trong nước này đừng bao giờ anh chị em hay là con cháu gì đó hay là cô chú gì nghe những cái lời của tụi nó. Rồi tụi nó xúi nhưng mà tụi nó không có dám về nước. Cái người mà làm ở trong nước này thì người đó phải chịu tù tội đối với luật pháp nhà nước của mình, thì thấy như thế rất là đau. Bởi anh chị em chúng ta lên đây phản biện, chúng ta phải cố gắng đấu tranh, mong mỏi mọi người ở trong nước hiểu. Còn cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đối với em dám khẳng định một câu, những kẻ ở trong nước mà hỏi cũng như hồi nãy hỏi chị Hiếu Ngọc vậy đó, hỏi có nợ công nợ tư, thì tôi xin thưa rằng với các anh đừng có hỏi cái câu nợ, cái câu mà nợ công nợ tư gì trong đây cả. Các anh cứ tự nghĩ riêng cái bản thân của các anh đi mượn tiền của người ta chưa, anh đủ chưa? Có ông nào dám nói một câu, ông nào tuyên bố một câu đại gia lên đây nói là không thiếu tiền đi. Anh làm nhỏ anh thiếu nhỏ, anh làm nhiều anh thiếu nhiều nhé. Đừng có ai nói một câu, anh nào dám tuyên bố câu là anh không thiếu nợ không. Các anh đừng, các anh lũ ba que anh đừng có tào lao lên trên này nói chuyện nhé. Cái hễ cái đất nước mở rộng ra thì đường xá những cái gì công trình gì to là lớn, ai làm cho các anh, phải nhà nước không? Nói ra tới cái lũ này mình yêu cộng sản mình vô vô cùng luôn, yêu đất nước mình vô cùng luôn. Như mình đây chạy xe mình có đóng, đóng chạy xe hai bánh có đóng tiền bạc nào đâu, thuế thì có mấy chục ngàn thuế đất thôi, nhưng mà cái nhà em là khổ là nhà nước không có lấy, em là người dân tộc, nói cho các anh chị hiểu như thế luôn. Còn nói cho cái những người ba que nghe nhé, Thanh Thanh là con nhà nước hiểu chưa, bảo hiểm 100% y như bảo hiểm bên nhà nước cấp cho bên quân đội vậy đó. Các bạn biết tại sao hả? Đất nước quá tuyệt vời, Đảng Cộng sản này quá tuyệt vời, nên chúng tôi thà chết chứ không bao giờ lui nhé. Mạng này là gì đâu nhé, các bạn hãy tỉnh ngộ lại đi, đừng có điên cuồng mà đừng có gào thét, mất công lắm. Tôi nói cho các bạn nghe, nhất tôi nói thẳng cho các bạn nghe nè, tôi biết nếu tôi giết các bạn thì tôi sẽ phạm vào luật sát nhân giết người, tôi sẽ bị Đảng Cộng sản tôi, nhà nước tôi bắt tôi trừng trị. Nhưng mà tôi nói cho các bạn biết, những kẻ xúc phạm tới Bác Hồ về đây tôi mà không bẻ cái răng các bạn, mà tôi không moi con mắt các bạn, tôi không phải là người. Nếu mà đứa nào ở ngoài hải ngoại dám tuyên bố nó một câu về đây gặp Thanh Anh, ok nhá. Cái lũ tụi bay là cái lũ súc sinh,
Bác Hồ không xúc phạm gì tụi bay, thà tụi bay chửi tao mắng mẹ tao, ha, đập tao tao không nói, nhưng mà xúc phạm tới Bác Hồ tao muốn ăn ăn gan tụi bay lắm chứ không phải đùa đâu nhé. Còn ông Bác Trọng cũng vậy, ông làm cái gì cái lũ tụi bay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm cái gì tụi bay mà tụi bay hở tụi bay chửi người ta. Cái lũ của tụi bay đu trong không có cái đất nước cắm một cái cây cờ mà tụi bay luôn luôn là tụi bay lên đây tụi bay chửi rỉ rả, tụi bay xuyên tạc, tụi bay về đây tụi bay lật hả, lật cái mã bố tụi bay chứ tụi bay lật ở đây hả, ai cho quyền tụi bay lật? Con người sống phải có cái nhà, chết thì có cái mồ, còn cái lũ lưu vong này chết thì không bao giờ có cái nhà mà cũng không có cái mồ, tại vì cái đất nước bên kia của người ta chứ không phải của mình. Nói ra đặt đạo đức không, nhưng mà thật sự ra là một cái lũ rắn độc. Thanh Thanh à, Thanh Thanh trả lời Văn Sa Võ kìa. Như cái này nó hỏi là đúng là chắc là nhưng mà gọi là chú rồi thì chắc là bé đấy còn trẻ. Hình thái xã hội Việt Nam là xã hội gì hả chú? Hình thái à, Ừ. đây hình thái nào không? Có và Văn Sa Võ ấy, Văn Sa Võ ấy. Dưới chỗ anh Nguyễn Tính ấy. Vâng. Nó đang hỏi là hình thái xã hội Việt Nam là xã hội gì hả chú? Ở Việt Nam xã hội gì á hả? Đúng rồi. Hình thái xã hội Việt Nam là xã hội gì? Vậy hỏi cái tôi hỏi cái bạn mà Văn Sa Võ nè. Vậy chứ tôi hỏi bạn ở đâu? Nếu bạn ở nước ngoài á thì bạn nên đi về Việt Nam tìm hiểu nhé. Rồi. Tôi nói cho bạn nghe, tôi không cần giải thích cho bạn nghe. Nếu bạn là con người Việt Nam mà yêu thương đất nước Việt Nam, bạn hãy về đất nước Việt Nam bạn tìm hiểu. Còn tôi không cần phân tích, nếu tôi phân tích mà các bạn không nghe thì cũng vô dụng, khỏi cần phân tích. Mà lúc nào cũng có cái biển to tướng đấy, chứng tỏ nó không ở Việt Nam, nó không biết gì đâu. Đúng không? Nó hỏi câu đấy là sao này là bạn văn võ sao bạn kém đấy. Đúng bạn nước ngoài là tôi thông cảm cho bạn. Nhưng bạn mà ở Việt Nam ấy, bạn biết là câu đầu tiên để đi vào các khẩu hiệu đúng không? Là cái chữ gì? Đấy cái xã hội là gì đấy? Đấy, đấy cái chữ đấy đọc đi từ tí nữa mà vào cái trang của chính thống của Việt Nam mà hỏi về cái đấy nhá. Với lại bạn hỏi tiếp này, chú chửi chúng nó giống nó chửi cộng sản quá. À, đấy thế anh Nhưng mà đây tôi đang nói cho chơi bạn với nghe nè, tôi nói cho bạn nghe, Văn Sa Võ, nếu bạn là một người yêu nước, bạn phải nhìn lại cái câu mà tụi tôi chửi tụi nó, mà cái câu của tụi nó chửi lại ngược chúng tôi nhé. Bạn phải nhìn hai khía cạnh coi cái bên nào đúng và bên nào sai. Bên đất nước của chúng tôi rất là giàu sang đúng không, hiện nay rất là đất nước Việt Nam đang đổi mới, rất là đang phát triển ào ạt. Đấy, tôi nói cho bạn nghe. Còn cái chuyện mà chửi thì tôi nói cho bạn nghe, tại vì cái tụi mà lưu vong, mà cái tụi mà ăn không ngồi rồi chứ không phải giống như những các kiều bào mà lo làm lo ăn đâu. Lo làm lo ăn thì người ta giàu, người ta có nhà có cửa có đất có đai, tôi không nói. Còn những kẻ mà lưu vong như thế này á, là tôi nói cho bạn nghe nè, những kẻ đó là đĩ điếm nè, trộm cướp nè, nghe không, ăn không ngồi rồi nè, cướp đất của người ta bị Việt Nam trục xuất ra đó, bắt đầu hận thù nhá, rồi quay lại cắn cắn trở lại đất nước. Những người này tôi nói cho bạn nghe, sau này chết cũng không bao giờ mà được siêu thoát nhé. rồi để anh gọi là Văn Sa Võ hỏi lại câu hỏi thật rõ đi, tức là bạn đang viết là tư bản hay xã hội chủ nghĩa là ý là như thế nào để bạn phải hỏi câu hỏi nguyên cái câu hỏi mà bạn đã viết đã không ra được một cái thành một câu hỏi rồi
đúng không? Bạn đọc lại xem là, với lại cả nhà mình đọc xem là đúng là văn sao Võ này hỏi như thế là ý kiểu gì, mà chứ câu hỏi trả ra câu hỏi, tự nhiên là tư bản hay xã hội chủ nghĩa là như nào? Ok, bây giờ mình trả lại cái câu này luôn. Cho không biết lớn hay nhỏ thì tôi cái này tôi xin lỗi nha, nếu lớn mà anh cũng thông cảm tôi, mà thấy anh nhỏ thì thôi kệ, cũng là anh em. Tôi nói cho anh muốn hay là bạn muốn gì đó, bạn hãy về Việt Nam. Nếu bạn sống ở tại Việt Nam mà bạn hỏi cái câu hả, hiện hiện nay á là tư bản hay là xã hội chủ nghĩa đúng không? Tôi nói cho bạn nghe, hiện tại là vừa tư bản mà vừa xã hội chủ nghĩa luôn. Tôi nói như thế bạn có tin hay không? Tại vì tôi nói cho bạn nghe, tôi đang lên cái diễn đàn ngày hôm nay thì bạn biết tôi không phạm đối với luật pháp nhà nước, thì đâu có ông nhà nước nào cấm cản tôi, có phải là tự do không, dân chủ không, có quyền ăn có quyền nói có đúng không, cũng có quyền chửi lũ bao que luôn. Bạn thấy cái này là dân chủ đúng không, cũng như nước ngoài vậy đó. Còn riêng nếu bạn nói bạn ở Việt Nam mà bạn hỏi câu đó, có lẽ là bạn còn quá nhỏ, bạn không hiểu. Đúng rồi, mới Còn tỉnh nếu rồi là đúng rồi. bạn lớn á, mà bạn hỏi câu này thì là bạn là bên bao que nhé, tôi nói cho bạn nghe. Chắc chắn rồi, có mùi mà. Tôi hỏi những cái câu mà nó lúc ở Việt Nam mà tôi còn hỏi là xã hội là gì? Cứ đọc cái là nghe là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi, đúng không? Chỉ là một cái đơn giản như vậy thôi đã. Không, mà Để bây giờ tôi em nói với anh Trần Toản, anh em mình á, bây giờ mình đi chống ma que nhiều rồi, giờ mình phải học hỏi. Mình học hỏi, mình nói, em nói với anh mình học hỏi ai anh biết không? Thằng em là nó nhỏ thôi, thằng Quốc Nguyễn anh. Hùng lăng mà còn phải sợ mà. Quốc Nguyễn á, anh vô Quốc Nguyễn coi, em có kết bạn qua Quốc Nguyễn á. Chửi rẹt 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 là mấy thằng ba que cần phải đá lăn. bà que chạy chụp quần hết. Nào không biết là điều ngu hoặc là không hiểu biến, mình phải sử dụng như thế chứ. Bây giờ mình nói là mình nói cho những người bà con kiều bào thôi, còn những kẻ mà ngồi hiện tại mà comment vô không đúng, chúng ta có quyền nói thẳng đấy, nói là như thế. Bởi nhiều khi em nói thiệt với anh đó, lên đây anh em mình còn học hỏi nhau để sao, để mình còn đấu tranh đó. Cũng như đây em đều em học hỏi hết chứ em không có tài giỏi gì hết. Xã hội Việt Nam hiện tại thì là xã hội phong kiến hiện đại thì đúng hơn. Em chào thưa Phương Ok. Phạm. Hỏi người À, Văn Sao Võ nè, tôi nói cho mà nghe nhé, tôi nhìn cái hình avatar của bạn rồi nhé, nha Em bạn. chào Phương Phạm. Bạn không có phải ở Việt Nam, bạn đừng có hỏi cái câu đó. Bạn nhìn thấy được cái gì, bạn đi học cái gì, chúng ta là một người con người. Nếu bạn nói bạn người Việt Nam đúng không, tôi nói cho bạn nghe nè. Nếu con người Việt Nam, chúng ta phải học được cái sử Việt Nam, chúng ta phải biết về cái lịch sử của Việt Nam, chúng ta phải biết về cái đạo đức làm người của Việt Nam nhá. Tôi là người dân tộc, tôi nói cho bạn biết luôn. Nhưng mà tôi nói cho bạn rất là hiểu luôn nè. Nếu con người Việt Nam mà sống mà phản bội đất nước Việt Nam là con người đó, con người gì các bạn? Bạn có phải Bỏ là đi, đúng đúng ta đúng không đúng bỏ đi, người Việt Nam hay không? ta phản Mà bội các đất bạn nước rồi thì còn gì nữa, bỏ đi. mà tham sang hả, phủ khó vì vì lợi ích mà quên đồng bào tổ quốc, vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Tôi nói cho bạn biết, chúng tôi là người Việt Nam sống là phải thà chết tại đất nước Việt Nam, chứ không phải mà gì mà cái đồng tiền của mà của bá nhơ mà phải bán rẻ coi như là đồng bào tổ tiên ông bà nhé. Không chấp nhận, không không muốn nghe nữa thì tôi mời bạn ra. Còn bạn comment, tôi nói thẳng bạn, tôi biết bạn không phải là con người ở Việt Nam,
Mà nếu bạn là ở người Việt Nam, ở trong đất nước Việt Nam, bạn nói câu này, bạn cũng là một cái lũ bao que xỏ lá luôn. Rồi, này còn nói câu này này, thằng Thanh này. Thứ nhất là bảo 33 tuổi. Thứ hai nữa là cháu học chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh rồi. Thế bây giờ bạn học rồi thì bạn có cái lão của bạn có hiểu biết được cái gì không? Sao bạn lại hỏi ra những cái câu hỏi như vậy? Đúng không? Bạn trả lời đi. Được học rồi. Rồi. Đấy. Em chào anh Phạm Long. Đúng rồi, Hạ Lan. Đấy, tôi đang đọc rất là nhấn mạnh cháu học chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh rồi. Thế mà nó vẫn đặt được ra những cái câu hỏi như vậy thì đúng là bố mẹ của Văn Sa Võ cũng thừa tiền rồi, thừa cơm gạo để cho Văn Sa Võ đi học rồi. Đúng rồi, nguyên tình bọn mình biết mà đâu là những câu hỏi mà xây dựng và đâu là những câu hỏi mà có một tí ba sọc bọn mình biết, chứ bọn mình không phải là không biết. Những cái người này nè, tôi nói cho các bạn ba que nghe nhá, tôi không muốn xúc phạm bất cứ một người nào nhá, nhưng mà tôi chỉ nói đây rất một cái câu rất đơn giản nè, các bạn hãy học hỏi, các bạn vô những cái diễn đàn này các bạn muốn hỏi những cái điều gì, cái này tôi chỉ nè, anh David Nguyễn nè nhá, Bắc Cầm Hai nè, những cái người ở ngoài hải ngoại đó, nếu các bạn không hiểu mà không muốn biết thì các bạn muốn đấu tranh hay hoặc là các bạn muốn hỏi những cái điều gì đó gặp những các bác đó hoặc các chú đó, người ta sẽ nói Vâng. cho các bạn biết ở bên đó như thế nào, Rồi, bây giờ thế mình muốn này hiểu như thế này. nào. Không bảo vệ dân mà đang bảo vệ Trung Quốc. Đấy. Mà trong khi đó này, để tôi lại trả lời xong em ta nhanh trả lời tiếp. Văn Sang Võ, bạn vừa nói bạn ở Việt Nam, đúng không? Là bạn bây giờ đang ngồi nói là bạn đang viết được như này. Thì đấy có phải cái tự do của bạn không? Mà có phải là pháp luật đang bảo vệ bạn để bạn được bình yên được không? Đúng không ạ? Trả lời nhanh, đúng không? Mà bảo vệ Trung Quốc là cái gì? Bạn nên đưa ví dụ lên. Pháp luật Việt Nam bảo vệ Trung Quốc cái gì? Mà chính là bây giờ là Trung Quốc đã lấn chiếm với lại cướp nước Việt Nam này đâu. Hiện tại bây giờ toàn là bọn ba sọng với ba que xỏ lá thôi. Nào, trả lời đi. Rồi thanh thanh nói đi. Nói chung ra là cái người này á mình cũng không cần phải hỏi làm gì, biết nó là cái thằng ba que rồi, xạo tào lao. Ở Việt Nam ai mà bán đất trai hả, hay cái lũ ba que, tụi bay ngu thì tụi bay bở hèn chi cái thứ mà lưu vong không bao giờ hiểu được cái gì trong đất nước. Cái thằng 15 tuổi ngày hôm qua thôi nó lên cái diễn đàn của Lưu Ly không, nên học hỏi những các cậu bé nhỏ đó nhé. Còn các bạn đừng có lên đây mà đặt hỏi những cái câu này, tôi nói cho các bạn biết các bạn không bao giờ mua được tôi nhé. Vì các bạn hiểu tại sao không, cái thứ lưu vong mà không bao giờ người ta muốn chơi những cái kẻ lưu vong đó, mà cái thứ hiện bao nhiêu ngày xưa đó, tôi nói cho như thế này luôn cho các bạn hiểu nè, những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nhé, đã là cái gì, đã là không phải là cái tội đồ của đất nước này không hả, mà tại sao đảng cộng sản này bây giờ mở cho người ta về, bây giờ người ta về các bạn biết là biết bao nhiêu không, cậu cảm mấy ngàn người mỗi một năm người ta về như thế đó, tại sao các bạn không nhìn lại đi. Còn đối với ai mà nghe lời những cái lũ ba que xỏ lá hiện tại mà đu càng theo cái lũ chó ba que hiện tại bây giờ, là đất nước Việt Nam này vĩnh viễn không bao giờ cho cái lũ ba que được trở về nước đâu đâu nha. Ngày xưa á coi như là đảng cộng sản này mở đường cho cái người kiều bào về, chứ còn cái lũ ba que này ngày hôm nay nếu có tái phạm một lần nữa thì tôi nói cho các bạn nghe, các bạn vĩnh viễn
không được bước chân về tới đất nước Việt Nam nhé. Nếu về là đầu lụm đầu các bạn hết, không bao giờ để, vì các bạn không phải là con người. đấy, bắt sau đó đấy, các anh chị ở dưới diễn đàn đang trả lời đấy, bắt sau đó đấy cũng đọc đi, còn trên này là anh cũng trả lời đấy, đấy đọc đi nhé, các anh chị dưới đã trả lời đấy. Đấy chẳng hạn như là anh Phan cô gì đây chị đấy là tiếng Anh đấy, về nếu bạn ở Việt Nam đời sống đấy bạn đời sống bạn đang nguy hiểm à, bạn Văn Sa Võ nào, Văn Sa Võ trả lời đi, bảo là pháp luật đấy không bảo vệ người dân thì có nghĩa là bạn bây giờ đang ở Việt Nam đang bị nguy hiểm à, bạn trả lời đi. Câu hỏi của chị rất là hay. Văn Sa Chào anh Võ không thì thôi bác nói cho cháu nghe. Ôi gớm, nếu mà cháu như thế cháu về Việt Nam cháu học lại đi nhé. Còn nếu cháu ở Việt Nam mà cháu học mà không thông nữa thì đầu óc cháu có vấn đề rồi nhé. Bác nói cho cháu nghe nhé. Tại sao tôi nói cho cháu nghe này, tôi là người dân tộc ở trên núi á, mà tôi học được hết trơn luôn, từ cái lễ nghĩa của người Việt luôn, kể cả bên dân tộc tôi luôn à. Bây giờ tôi còn muốn học luôn cái tiếng Tây nữa kìa, tôi nói cho cháu nghe nhé. Mà tại sao cháu không học mà nổi cái lịch sử Việt Nam mà cháu không thông, cháu không hiểu thì thôi đầu đừng có hỏi nhiều nữa. Nếu con người Chào Mai Dương. hãy về Việt Nam học hỏi lại đi, hãy nhìn thực tế những gì đất nước Việt Nam đang đang có Chào lược à, vững mạnh lên như ngày hôm nay thì cái đó mới cần, chứ còn các bạn đừng ngồi đây mà các bạn cứ hỏi tào lao thiên đế đế cái này, các bạn muốn kiếm chuyện đây, tụi tôi không chửi bà que gì, tôi hiểu hết, nhưng mà điều tôi muốn giải thích cho bạn nghe vậy thôi, chứ tôi không biết bạn là bà que rồi mà. đấy, mà tiếng nó bảo nó học chủ nghĩa Mác Lênin rồi tư tưởng Hồ Chí Minh rồi, mà nó hỏi cái câu hỏi mà nó không hiểu đâu. Thà đấy bảo là em chưa biết gì đấy, em không được học thì hoặc em bị mù chữ thì được đúng không, thì cũng có thể là Đúng. hơn mình được thông cảm. Cháu không có ý gì xấu, cháu chỉ thấy chính phục vụ cái gì đấy, chính phục vụ nhân dân hay là sao viết vẫn còn bị thế này quá tệ. Vâng, anh Quốc Tuấn đợi em một chút ạ, anh Quốc Tuấn đợi em một chút, cháu không có ý gì xấu, cháu chỉ thấy chính quá tệ, chú ở trên núi lên chú không biết rồi đấy văn xó thế mày mới biết mày còn chưa được này, nhưng mà để nói này anh Thanh Thanh này, nhưng anh ở trên núi mà anh còn hiểu biết hơn bài kêu bài đang ở Dương Văn Minh thì cái đó là mày phải tự cho tay lên trán đi đúng không, anh trả lời thế được chưa, anh ở trên trên núi này nhá, ở nơi vùng sâu vùng xa này mà thanh anh không nói để mà cho quê hương đất nước những người dân mình được sống yên bình và hạnh phúc nào, họ thấy đúng không, mà mày đang ở nước Văn Minh mà mày có những cái câu hỏi mà con nó chưa được tròn chỉnh đúng không, thế mà mày cũng đi để nói là bảo là chú ở trên núi không hiểu biết gì rồi thế Đúng này nói đi. rồi, không nó nói, nó nói cũng đúng anh, nó nói cũng đúng, nhưng mà hỏi á chấp 18 bố mày đi về đây mày chơi thắng tao, tao cái gì tao cũng thua nhá, muốn kiểu gì bố mày chiều cỡ đấy,